Giá cà phê được chúng tôi cập nhật vào lúc 5 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2024. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần này, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2024 giảm 63 đô la mỗi tấn, ở mức 3.994 đô la mỗi tấn

Các chuyên gia dự báo giá cà phê nhiều khả năng sẽ ít có biến động mạnh như những tháng vừa qua, nhưng vẫn duy trì mức cao. Nguyên nhân do Brazil đang vào vụ thu hoạch rộ, sau đó đến tháng 10 lại vào vụ thu hoạch ở Việt Nam. Các dự báo thời tiết gần đây đều cho thấy Nina có xác suất cao sẽ xuất hiện từ tháng 8 năm 2024, giúp cải thiện tình hình cung cấp nguồn nước phục vụ cho hoạt động canh tác. Bên cạnh đó, ngày mai theo giờ địa phương sẽ là ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn cà phê tháng 7 năm 2024 trên sàn ICE Futures Europe, do đó thị trường giao dịch hạn chế và chuyển sang giao dịch các hợp đồng quyền chọn cà phê tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, không chỉ các nhà nhập khẩu mà các nhà xuất khẩu cũng hạn chế giao dịch, dù đang vào vụ nhưng lượng hàng xuất khẩu của Brazil đang chậm chạp so với trung bình nhiều năm do các người dân và các nhà xuất khẩu muốn chờ giá tốt hơn. Vụ thu hoạch cà phê ở Brazil hiện đang được tiến triển nhanh chóng, tận dụng khí hậu khô ráo và cà phê Arabica chín sớm. Điều này gây áp lực lên các sàn cà phê kỳ hạn. Thời tiết khô ráo dự kiến tiếp tục kéo dài ở hầu hết các vùng trồng cà phê của Brazil, đặc biệt là ở phía Nam, vùng Rio và Mata thuộc bang Minas Gerais trong 10 ngày tới. Bỏ qua những lo ngại về tình trạng căng thẳng về nước cho cây trồng, điều kiện khí hậu hiện nay được cho là thuận lợi cho quá trình thu hoạch và phơi sấy cà phê. Hiệp hội cà phê Ca Cao Việt Nam, Vicofa cho biết, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng Nino nên sản lượng cà phê giảm sút riêng tại Việt Nam. Trong vụ mùa 2023 đến 2024, sản lượng hụt khoảng 10%, các cuộc xung đột trên thế giới, căng thẳng tại khu vực biển đỏ khiến cước vận chuyển và nhiều chi phí tăng cũng đẩy giá cà phê lên cao. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư trên thế giới bắt đầu chọn cà phê để đầu cơ, sau dầu mỏ vào vàng, khiến giá cà phê tăng nóng. Trong khi đó, tồn kho cà phê của các doanh nghiệp sản xuất chế biến từ mùa vụ trước ở mức thấp, dẫn tới cán cân cung, cầu có sự chênh lệch lớn. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 119.000 đồng kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 120.000 đồng kg. Tại huyện IAH Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 119.900 đồng kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 120.200 đồng kg tại Gia Nghĩa và 120.100 đồng kg ở Đắk Rờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 120.000 đồng kg. Chư Prong, ở Pleiku và Lagrai cùng giá 119.900 đồng kg còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 120.000 đồng mỗi kg.